Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh KBiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức hot nhất về các idol Hàn Quốc. Và ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé. V của BTS được chú ý vì ngoại hình nổi bật, nhưng anh chàng đã phá vỡ định kiến mình chỉ là bình hoa di động khi chứng minh tài năng qua vô số ca khúc tự sáng tác. Đáng ngạc nhiên là sản phẩm âm nhạc của Mark V lại khác hẳn hình ảnh của anh trên sân khấu. Mỗi khi lên sàn diễn, mỹ nam của BTS mạnh mẽ, quyến rũ bao nhiêu thì các bài hát của anh lại nhạy cảm và ấm áp bấy nhiêu. Vi từng bảo rằng mình không thể viết nhạc, ARMY từng phẫn nộ khi thấy nam idol khiêm tốn quá mức trong khi gia tài ca khúc tự sáng tác ngày một dày thêm. Đến bây giờ, Vi đã là chủ nhân của hàng loạt ca khúc, nổi bật trong đó có Squid 9. Squid 9 còn là OST của bộ phim Tầng lớp Etagon đình đám, bài hát cũng đạt thứ hạng cao ngay khi ra mắt và đã trở thành OTS đầu tiên của Hàn Quốc đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng iTunes dành cho các ca khúc của Mỹ. Cách đây không lâu, Vi đã phát hành ca khúc Squid 9, OST của bộ phim ăn khách Tầng lớp Etagon. Mỹ nam của BTS đã khiến cho công chúng ấn tượng khi tự mình sáng tác và thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Qua đó chứng minh rằng, ngoài visual hoàn hảo, anh còn vô cùng tài năng. Dù Squid 9 chỉ được phát hành dưới dạng nhạc phim, không được quảng bá chính thức, nhưng bài hát đã đem về cho V vô số kỷ lục ấn tượng. Bài hát đã trở thành OST đầu tiên của Hàn Quốc, đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng iTunes dành cho các ca khúc của Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, kể từ khi ra mắt vào ngày 13 tháng 3, ca khúc Squid 9 đã trụ vững số 1 trên iTunes Mỹ suốt 109 giờ liên tục, phá vỡ kỷ lục của BTS từng thiết lập với ON 107 giờ liên tục. Thành tích này đã khiến cho V thành nghệ sĩ Hàn có ca khúc trụ hạng nhất bảng xếp hạng iTunes Mỹ lâu nhất trong lịch sử. Đáng chú ý là bài hát vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rớt hạng trong thời gian tới. Cho đến nay, bản OST của V đã số 1 bảng xếp hạng iTunes dành cho các ca khúc ở 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thứ hạng vượt nhiều bài hát cũ của BTS và là con số mơ ước đối với các nghệ sĩ K-pop. Điều này cho thấy chỉ các thành viên của BTS mới có thể đánh bại chính nhóm nhạc của mình. Trong trường hợp Squid 9 được quảng bá, bài hát rất có thể còn đạt những thành tích rực rỡ hơn nữa. Thời gian gần đây, các thành viên của BTS đang dần thử sức với các ca khúc solo. Trước khi V hát nhạc phim Tầng lớp Itaewon, album Map of the Show 7 đều có các bài hát do riêng từng người thể hiện. Jimin và Jungkook đã rất thành công khi hai bài solo của họ là Filter và My Time đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Và tiếp nối chuỗi thành tích đó chính là kết quả vô cùng khả quan của V. Nếu đây là phép thử của Big Hit về hoạt động trong tương lai của các thành viên BTS khi một số cá nhân trong nhóm phải nhập ngũ trong thời gian tới, thì thành tích của bản OST của V đã cho thấy tiềm năng của Mỹ Nam này rất lớn, không hề thua kém đồng đội nào. Nếu quảng bá solo, anh hoàn toàn có khả năng gặt hái thành công vang dội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức idol KBiz mới nhất nào đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!